Dạ, Xuân xin chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay thì ông Xuân sẽ nấu canh chua lươn. Thì ở đây thì lươn hôm bữa mình đặt lợp á, mình để tới ngày hôm nay nè. Đó, thì canh chua ở đây thì mình gồm có giá nè, còn này là trái thơm á, còn này là cà chua, này là bông súng với rau muống. Rau muống này là rau muống đồng á, mình hái á. Còn mấy này là cái này là rau gì nè, rau ôm á, con này rau thơm này kia á. Giờ mình sẽ chế biến nha. Đây mình sẽ bật ra rồi. Cho bếp vô. Giờ mình sẽ để đường ngọt trước. Muối cũng vừa vừa thôi, tại xíu á mình còn như nước mắm nữa. Này là đường, đúng không? Tại vì canh chua á, xíu mình cái men nè, thanh là nó hơi chua á, nhưng mà để đường hơi nhiều. Rồi cả nhà đợi xíu đi, cho nước nó sôi xong rồi mình thả mấy cái này vô. Wow, nước sôi rồi. Giờ mình sẽ để hớm vô cho nó thơm. xin lỗi. Để hớm trước cho cái nước nó ngon. Xong rồi mình sẽ để rau muống. Để rau muống cái này á cho nó lâu chín lắm cho nên để trước đi. Rồi mình sẽ để lươn vô nha. Hấp dẫn. Đây là mình lấy cái nước này nè, mình để vô me, mình dầm ra cái dầm cho nó ra cái nước me này nó chua. Cái nấu canh chua này mình cũng có thể dùng chanh cũng được nữa, nhưng mà dùng me thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Thật là nấu canh chua này dùng giấm cũng được nữa, me nè, chanh nè, giấm đó. Thấy không? Ừ. Mình lấy gì để cho nó hết cái nước me này. Nó nóng. Nhìn nghe mà thèm me ngầu đường lắm. Để đường vô ăn. Ăn chua là phải chua, chua mới ngon. Rồi giờ để cho nó sôi một xíu nữa xong rồi để mấy cái này, tại mấy cái này nó mau chín lắm nên là để sau. Rồi sôi rồi, sôi một rồi, giờ để cà chua. Biết nó dằn không? Để cà chua với bông súng. Rồi để giá ở trên. Tại vì giá nó mau chín lắm. À. Rồi mình sẽ cắt mấy cái rau này vô. Có cái này á nó mới thơm, nấu canh chua nó mới thiếu cái này.
Rồi. Nhất là hai chữ ớt luôn. Nhà mình được cái ai cũng ăn cái chứ. Hai trái siêu to. Ấm gì cay. Chỉnh nồi chua ngon ghê. Xanh xanh đỏ đỏ. Bây giờ chỉ cần đợi thêm nó sôi xong rồi mình nêm thêm một miếng nước mắm nữa là ăn được rồi đó. Rồi giờ mình sẽ nêm nước mắm. Nêm nước mắm nữa là xong. Thơm vậy hả? Có ai thấy bốc khói không nữa, bốc khói rồi. Chính rồi đó. Lương này nó cũng mau chín lắm luôn á. Ăn tốt. Giờ mình sẽ tắt bếp và đem xuống thôi. Đây nãy mình có góc chén nước mắm nè. Giờ mình sẽ sắc thêm một chút ớt vô nữa. Anh đang chua ăn nước mắm rồi. Xong. Giờ mình sẽ lấy cái tô và mình múc ra nha. Giờ mình múc ra. Trời ơi. Nhà ngon quá rồi. Nóng nóng nè, ăn ngon. Lương đâu chờ người ta. Nằm dưới đây nhất rồi. Đó. Wow. Trời ơi cái này á, người lớn á làm thêm một xị nữa là thứ gì chị nói không? Lớn phái lắm. Lương nè, ngon. Rồi. Múc nhiêu rồi. Còn nhiêu mình để trong nồi cho nó nóng, múc là nhiều quá nguội á, nó không có ngon. Mình sẽ thêm xuống. Ăn chứ. Em mệt. Này. Món lương tôi xưa làm. Này có thịt mờ tô cơm nữa nè. Cái này ăn cơm là bá cháy bò chét luôn. Trời ơi, nhìn con lương nè. Ừ, thịt không á, nhìn vậy chứ thịt không á. Lương này nó cũng vừa vừa chứ không có có bự. Nhưng mà ăn lương này á, nó không có, nó đỡ ngán. Còn lương bự á, ăn vô, ngán. Rồi mình sẽ thưởng thức miếng lương thử nha. Thì mời ông bà, cô chú, anh chị, bạn ăn lương canh chua với ông sư nha. Thì nó ngọt. Đúng không? Ở trong đây có ai lâu lắm chưa? Chưa luôn. Nhà cô Thương ăn chắc hèm lắm luôn quá. Ngon quá. Luôn nè, sắc nhỏ nhỏ ra, còn cũng ngon. Bá cháy rồi chứ. Vừa chua chua mà vừa cay nữa. Quá ngon.
Những món ăn đơn giản thôi, không có cao sang, nhưng mà ngon lắm luôn. Lúc này hôm bữa mình đặt lợp á, được vài con á, được lợp canh chua đó, vô chưa à. Còn cái món này là cái món đồng à, mình hái á. Ở dưới quê dễ sống rồi, gà đồng là gì cũng có chứ. Mình hút thử nước rồi. Trời ơi, tôi đầu nóng cho đó, đã rồi luôn. Vừa chua mà vừa cay nữa. Vừa chua vừa cay ăn miếng cơm vô là thứ gì tôi nói. Lương này á, nhiều người khoái lắm, dễ ăn lắm. Ăn mà sức mồ hôi luôn á, tại vì á nó đang nóng mà với lại cay á, ăn vô quá trời nóng. Nhà có lương á, thử nấu canh chua lương đi, với lại hoặc là kho cũng được, kho tiêu kia ngon. Ăn cơm á, hao cơm hết tổ cơm luôn. Thôi thì clip tới đây chắc là hôm xưa xin tạm khép lại nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip. Cả nhà thấy hay thì cho hôm xưa xin một like, được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú chị bạn clip sau, xin chào.